Khi tôi sang Mỹ ở tại Texas, thì trong một buổi giảng đó, có một cái người Phật tử thưa hỏi với tôi như thế này: thưa thầy, con đã nghe một cái bài giảng của một vị khác, trong đó nó có nói về cái điều này, là thay vì cái vấn đề ăn chay và sát sinh á, thì cái này nó có liên quan đến chủ đề hồi sáng chúng tôi đến với các vị. Trước khi nói, tôi sẽ dẫn nhập vô cái điều này cho nó có tính liên hệ luôn. Đó là có cái điều mà ăn chay và sát sinh á, thì thay vì á, giết 10 con, 20 con, 30 con, hay là thậm chí giết cả ký tép cá, thì thôi thà giết con cho bự bự nó đỡ tội hơn. Thì con được khuyên như vậy, tại vì con có nói là thay vì á, ví dụ mình ăn một bữa cơm, mình ăn một rổ tép hoặc một ký tép, nó tới mấy trăm con lận, thôi giờ cắt cổ một con gà hay là con heo gì đó cho nó con một ha, thì có trả nghiệp trả con. Còn cái kia giết mấy trăm con phải trả nghiệp tới mấy trăm con lận, mấy trăm lần. Thì nghe qua câu này cảm thấy rằng nếu Phật Pháp là như vậy thì quá hỡi ôi. Thật ra các vị, đạo Phật không phải là một công thức. Nếu ai xem đạo Phật như là một công thức toán học thì tất cả những nhà bác học về toán học người ta đã thành Phật hết rồi. Nhưng các vị thấy mấy vị đó thành Phật chưa? Thành Phật chưa? Chưa. Sự thật là như vậy. Cho nên bây giờ nhà bác học nào hãy cộng giùm tôi, mà bác học toán học, hai củ khoai lang cộng với hai con gà ra mấy? Cộng giùm tôi đi. Đạo Phật là như vậy đó các vị. Không thể cộng được. Con số đó mà không có cộng được. Thấy là như vậy đó mà không có thể cộng được. Ai hiểu được ý này sẽ hiểu được rằng đạo Phật như thế nào. Vì vậy ai dựa vào những điều như vậy mà để giải lý về Phật Pháp là không có đúng bao giờ. Đạo Phật là một con đường tâm học và siêu tâm học. Thực tế là như vậy. Cho nên ở đây các vị có suy nghĩ gì về cái câu hỏi của một người Phật tử đó không? Thấy đúng không? Ai cho câu trả lời đi? Các vị? Không, vậy không đúng chỗ nào. Cô cho thầy câu trả lời đi. Không, cứ trả lời bình thường. Việc học tu mình cứ trao đổi thoải mái. Theo ý cô là như thế nào? Dạ không biết thầy. Không đúng. Cảm thấy là chưa hợp lý vậy thôi phải không? Rồi, có ai có câu trả lời khác không? Dạ, thầy mời chú. Là không sát sanh dù một hay là nhiều cũng là phạm tội sát sanh này. Rồi cũng có ý đó, cũng có ý ở trong đó đó. Rồi có ai có ý khác bổ sung không? Nhiều ý chắc trúng á. Còn không? Xin thưa các vị, nếu các vị chừng nào không có ai bổ sung thêm nữa thì thầy bổ sung. Nếu thầy kết hợp với chú, kết quả trúng được thì thầy chú chia hai. Xin thưa các vị, học Phật Pháp thì chúng ta phải hiểu những lời Phật dạy và cái lý do nào Đức Phật dạy về những điều không sát sinh như thế này. Nếu chúng ta cứ lấy cái số lượng mà để chúng ta xác định rằng quả báo nhiều hay ít là hoàn toàn không đúng. Nếu căn cứ vào số lượng để xác định quả báo thì xin đố các vị, ai là người tội nhất trên cuộc đời này? Ai là người tội nhất? Nếu căn cứ vào số lượng, ai là người tội nhất? Hả? Các vị cho câu trả lời xuất sắc rồi, ai trả lời trúng thưởng liền. Hả? Dạ. Tiệm bán thịt. Tiệm bán thịt có tội là các vị tội thêm nhiều lắm đó, bởi vì các vị đi mua. Xin thưa còn ai nữa không? Ngoài tiệm bán thịt còn gì nữa không? Hả? Người ăn thịt. Rồi còn gì nữa không? Xin thưa các vị, nếu căn cứ vào như câu hỏi hồi nãy, tức là giết nhiều số lượng thì thôi thà giết ít cái này hơn thì sẽ đỡ tội hơn. Ví dụ thay vì giết 100 con gà ăn vịt, thôi tôi quất con trâu một cái đủ rồi. Nè,
Thì cái này nếu mà tính về cái số lượng như vậy, các vị biết ai là người tội nhất không? Ông bác sĩ là người tội nhất. Các vị hiểu không? Bởi vì ông chích một mũi thuốc vô á, là ông giết bao nhiêu triệu con vi trùng. Như vậy cả đời của ông giết cái số lượng là triệu triệu luôn. Các vị thấy ở đó là cái gì? Những điều này nếu mà logic học mà suy luận kiểu đó, vô cùng vô lý, vô cùng vô lý. Các vị nên nhớ như thế này: khi giải thích về Phật giáo, cái gì có nhân quả hơn? Bây giờ các vị một tổ kiến như thế vậy, thầy cho với các vị là 5.000 con, phải không? Nhưng mà nếu các vị có thể cầm cái cây đuốc hay là cái đèn gì đó, các vị đốt 5.000 con này, các vị cảm thấy thế nào? Nhưng mà các vị có thể dám đủ can đảm, các vị cầm cây đuốc, các vị đốt cái ổ kiến 5.000 con này, nhưng mà các vị có dám cầm cái dao để cắt cổ con gà không? Dám không? Đôi khi các vị làm một rổ tép các vị làm được, nhưng mà kêu cắt cổ con gà các vị không có dám. Thậm chí bây giờ các vị có thể cắt 100 con gà được, 1.000 con gà được, nhưng mà kêu các vị đâm họng con heo, các vị dám không? Không dám. Cho nên các vị phải thấy, để xác định cái nào tội hơn thì không phải căn cứ trên số lượng, mà phải căn cứ trên là cái nào nhẫn tâm hơn, ác độc hơn, thì cái đó tội nghiệp nó nặng hơn. Các vị phải để ý chỗ này. Ví dụ nếu nói về số lượng, thay vì tôi giết 100 con trâu, thôi để tôi giết một con người là đủ rồi. Nhưng mà các vị nên nhớ, các vị á, cầm dao cắt cổ một con gà, các vị nhẫn tâm hơn các vị làm một rổ tép. Các vị làm một rổ tép, các vị sẽ nhẫn tâm hơn các vị cầm đuốc hay là cầm gì đó, các vị đốt một tổ kiến 5-3.000 con. Nhưng mà cái tội nghiệp nó tương đương là thế này: chỉ có một con gà thôi, nhưng mà cái lượng tép này quá lớn, lớn đến đủ mà đủ nhẫn tâm để làm cái lượng tép này mới tương đương với cắt cổ con gà, thì hai cái nghiệp này mới ngang nhau. Các vị hiểu không? Ví dụ bây giờ con kiến nó là nhỏ như vậy, nhưng mà với cái số lượng kiến như thế này, các vị đủ nhẫn tâm mà cái lượng kiến lớn như thế này mà các vị thấy rằng nó đủ nhẫn tâm bằng với cái rổ tép, thì lúc đó cái lượng kiến này mới tội ngang bằng với con tép. Mặc dù nó ít nhưng mà quá lớn, quá nhiều. Như vậy thì nghiệp và nhân quả trong đạo Phật không phải là một điều máy móc như chúng ta từng cộng về công thức, mà chúng ta phải xác định được rằng dựa trên cái nào có nhẫn tâm thì xác định cái đó tội lớn. Vì vậy giết người dầu chỉ một mạng nhưng mà tội nghiệp nó rất nặng hơn so với thậm chí các vị giết hàng trăm con trâu như vậy. Nhưng mà với một số lượng trâu ở một mức độ mà quá lớn đến độ mà nhẫn tâm được giết một lượng trâu như thế này thì nó mới tương đương với một cái mạng người, thì lúc đó cái nghiệp quả nó mới ngang nhau. Các vị hiểu ở đây không? Như vậy tất cả Phật pháp chúng ta phải hiểu và xác định như thế này. Chứ còn bằng nói là thôi thay vì giết rổ tép nhiều quá tội quá, bào đi quất con gà cho rồi đi là tiêu. Nói như vậy cảm thấy con gà ít tội hơn là tiêu. Bởi vì các vị biết rằng Phật dạy không phải các vị ăn con tép các vị đầu thai con tép lại trả, không phải các vị ăn con gà các vị đầu thai con gà để trả. Nhân quả sẽ có nhưng mà không mang cái nghĩa như vậy. Tùy nghiệp duyên của các vị sẽ tái sanh vào một môi trường và cái cách trả quả phải tương xứng. Cái đó sự công bằng của luật nhân quả, không có ai can thiệp vào hết. Nhưng mà các vị nói tôi đốt tổ kiến này 5.000 con, tôi phải đầu sanh lại 500 kiếp kiến là chết rồi, làm gì có chuyện đó. Nhưng mà nói như vậy, nó ở đây Phật pháp chúng ta phải hiểu ở góc độ này. Vì vậy tôi giải mã một điều này là tôi đã trả lời cái câu hỏi này ở tại Texas ở Mỹ. Và để giúp cho các Phật tử phải hiểu rằng Phật pháp không có gì là máy móc cả. Cho nên việc ăn chay của đạo Phật nó quan trọng ở chỗ là ăn chay không mang tính cách là để chỉ trích hay là để cảm thấy rằng mình là trong sạch hơn những người ăn mặn. Tất cả mọi người trong xã hội này khi họ sống bình đẳng trên một nguyên tắc, họ chưa vi phạm luật pháp, họ chưa vi phạm đạo đức, cái quyền của họ có quyền sống là tùy. Còn việc ăn chay hay ăn mặn, cái việc đó tùy chúng ta tự chọn. Bởi vì tất cả mọi người đều chịu trách nhiệm trước hành động của mình, chứ không phải người khác làm mà mình chịu thế.
Vì vậy cho nên không ai có quyền chỉ trích, lên án, phê bình những điều mà người ta không vi phạm luật pháp hoặc không vi phạm đạo đức. Cho nên ở đây phải tôn trọng. Còn cái chuyện chọn lựa là mình nhìn nhận qua lăng kính và lời dạy của Đức Phật, để mình hiểu được điều đó, mình tự ứng dụng để giúp cho mình hạn chế bớt tội lỗi và sai lầm. Đây là cuộc sống thông minh, tự chọn của mỗi con người chúng ta. Đó là cái ý tôi muốn chia sẻ trong cái việc ý đầu tiên với tất cả các vị.